Việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt ở ngoài nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đây vừa là cầu nối danh hóa qua ngay dưới tán tre xanh mướt. Từ tháng 6 năm ngoái, lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người Sri Lanka đã được khai giảng ngay tại chính điện của Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt đầu tiên ở Sri Lanka, cố định từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Giáo viên là 6 nhà sư và học sinh là trẻ từ 5 tuổi cho đến người già 70 tuổi. Tôi rất thích đi Việt Nam, thích ngôn ngữ Việt Nam, nên tôi cho con gái theo học. Tôi và con gái đang cố học tiếng Việt. Mình không có cái kinh nghiệm gì về thầy giáo hoặc là cái gì hết, mình cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà tại vì
Việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt ở ngoài nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi đây vừa là cầu nối danh hóa qua ngay dưới tán tre xanh mướt. Từ tháng 6 năm ngoái, lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người Sri Lanka đã được khai giảng ngay tại chính điện của Thiền viện Trúc Lâm. Ngôi chùa Việt đầu tiên ở Sri Lanka, cố định từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Giáo viên là 6 nhà sư và học sinh là trẻ từ 5 tuổi cho đến người già 70 tuổi. Tôi rất thích đi Việt Nam, thích ngôn ngữ Việt Nam, nên tôi cho con gái theo học. Tôi và con gái đang cố học tiếng Việt. Mình không có cái kinh nghiệm gì về thầy giáo hoặc là cái gì hết, mình cũng không có cái kinh nghiệm, nhưng mà tại vì
việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt ở ngoài nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi đây vừa là cầu nối danh hóa qua ngay dưới tán tre xanh mướt. Từ tháng 6 năm ngoái, lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người Sri Lanka đã được khai giảng ngay tại chính điện của Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt đầu tiên ở Sri Lanka, cố định từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Giáo viên là 6 nhà sư và học sinh là trẻ từ 5 tuổi cho đến người già 70 tuổi. Tôi rất thích đi Việt Nam, thích ngôn ngữ Việt Nam, nên tôi cho con gái theo học. Tôi và con gái đang cố học tiếng Việt. Mình không có cái kinh nghiệm gì về thầy giáo hoặc là cái gì hết, mình cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà tại vì
việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt ở ngoài nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi đây vừa là cầu nối danh hóa qua ngay dưới tán tre xanh mướt. Từ tháng 6 năm ngoái, lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người Sri Lanka đã được khai giảng ngay tại chính điện của Thiền viện Trúc Lâm, ngôi chùa Việt đầu tiên ở Sri Lanka, cố định từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Giáo viên là 6 nhà sư và học sinh là trẻ từ 5 tuổi cho đến người già 70 tuổi. Tôi rất thích đi Việt Nam, thích ngôn ngữ Việt Nam, nên tôi cho con gái theo học. Tôi và con gái đang cố học tiếng Việt. Mình không có cái kinh nghiệm gì về thầy giáo hoặc là cái gì hết, mình cũng không có cái kinh nghiệm, nhưng mà tại vì
việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt ở ngoài nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi đây vừa là cầu nối danh hóa qua ngay dưới tán tre xanh mướt. Từ tháng 6 năm ngoái, lớp học tiếng Việt đầu tiên dành cho người Sri Lanka đã được khai giảng ngay tại chính điện của Thiền viện Trúc Lâm. Ngôi chùa Việt đầu tiên ở Sri Lanka, cố định từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Giáo viên là 6 nhà sư và học sinh là trẻ từ 5 tuổi cho đến người già 70 tuổi. Tôi rất thích đi Việt Nam, thích ngôn ngữ Việt Nam, nên tôi cho con gái theo học. Tôi và con gái đang cố học tiếng Việt. Mình không có cái kinh nghiệm gì về thầy giáo hoặc là cái gì hết. Mình cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà tại vì